Ngày hôm nay đó các bạn thấy được là tổng số vốn hóa đã tăng trở lên gần như là 1,1 nghìn tỷ, hồi nãy đã hơn 1,1 nghìn tỷ rồi. Nhưng mà hôm nay các bạn thấy là tổng số vốn hóa của thị trường tăng 1,2%, Bitcoin thì tăng khoảng chừng 2% các bạn. Nhưng mà nhiều những altcoin khác nó tuy cũng tăng theo Bitcoin nhưng mà không có tăng nhiều. Chúng ta nhìn vào crypto bubble đó thì có rất nhiều màu xanh xuất hiện ngày hôm nay. Và hôm nay đó chúng ta có rất nhiều những thông tin lớn luôn. Đầu tiên hết đó, là chúng ta lại có thêm một người nữa đã đứng ra để mà thú nhận tội của mình các bạn và đây là một trong những quan chức cấp cao cựu giám đốc của FTX đó, chính là Ryan Salami. thì Ryan Salame đã nhận tội ngày hôm nay và đã nhận hai tội thứ nhất đó là xử lý các khoản nguyên góp trái phép cho những các chính trị gia và thứ nhì là vận hành công ty mà không có bằng gì chuyển tiền và cái tội đầu tiên đó, nó lớn hơn rất là nhiều các bạn có nghĩa là bây giờ đó ở bên công tố viên họ cáo buộc là Ryan Salami là người đứng sau lưng nhận tiền đến từ Alameda Research đến từ Sam Free trực tiếp và dùng tiền đó đó để có thể là quyên góp cho những chính trị gia của cả hai đảng luôn các bạn không phải là chỉ riêng một đảng nào đây là một cách làm trái phép các bạn không thể nào mà quyên góp nhiều tiền mà quyên góp giùm người ta như vậy đây là một cái gọi là gian lận trong quyên góp các bạn và tội này rất là nặng thì cuối cùng nó kết quả ra sao thì ngay bây giờ đó tuy đã nhận tội nhưng chúng ta chưa có biết được là cái kết quả cuối cùng nó sẽ đi tù bao nhiêu năm chúng ta chỉ biết đó là có rất là nhiều những cái thông tin nói là cựu giám đốc ftx salami sẽ bị tịch thu một tỷ rưỡi đô la nhưng mà cái điều mà thú vị đó là rất nhiều bài viết với con số này nhưng mà thuận không có à, hiểu rõ là họ lấy con số này từ đâu cái mà thuận biết đó là cái thông tin chính thức là Rise Salami đó sẽ phải trả là 5 triệu đô cho những chủ nợ của FTX và 6 triệu đô tiền bạc cho chính phủ cộng với lại Salami đó sẽ bị tịch thu hai ngôi nhà tại Lenox Massachusetts và một chiếc xe Porsche 2021 của mình và có khả năng nhận án tù 10 năm các bạn nghĩa là sau khi mà đóng phạt bị tịch thu tài sản đó có thể ngồi tù tới 10 năm luôn nhưng mà những con số này cộng lại cũng không đến 1 tỷ rưỡi đô la các bạn không có thể nào mà hai căn nhà cộng với lại mười mấy triệu đó và một chiếc xe Porsche 2021 mà có thể lên tới mức là 1 tỷ rưỡi đô la cho nên thường không hiểu là họ lấy con số này từ đâu không phải là họ lấy con số này từ tính token FTT à, lúc mà giá cao nhất hay không đó thì thường không có rõ nhưng mà điều các bạn nên hiểu đó là bây giờ có rất là nhiều người Trước đây là bạn là người thân của Sam Bây giờ đã chuyển qua để mà nói Sam là chủ mưu các bạn Mà các bạn cứ nghĩ đi Ryan Salami đó nói là Sam là người chủ mưu đứng sau lưng Nhưng mà có khả năng nhận án tù 10 năm Các bạn nghĩ đi Sam là free nếu như mà bị buộc tội thành công đó, Thì có thể ngồi tù bao nhiêu năm các bạn Wow, à, nếu như thuận là Sam Free thì sẽ rất là lo lắng Và một điều nữa rất đáng tiếc các bạn Vì những hành động này cho nên pháp lý Hoa Kỳ về crypto mới trở nên như vậy Chúng ta mới có những người như là Gary Chancellor Nhân cơ hội này để mà làm mưa làm gió trên thị trường Tại vì trở về năm 2021 đi các bạn Lúc đó các bạn đã nhớ là ở Hoa Kỳ đó rất nhiều những nghị sĩ nhân dân biểu đó ủng hộ crypto cả hai bên luôn các bạn không riêng một đảng nào hết không giống như là bây giờ bây giờ chúng ta cũng có người từ hai đảng đều ủng hộ crypto nhưng mà phần lớn là đến từ đảng Cộng Hòa nhưng mà trước đây là không phải đâu lý do đó là tại vì Sam Bankman Free các bạn sau khi mà có những nguyên góp này đó và đương nhiên nguyên góp là không miễn phí rồi khi mà quyên góp đó, thì à, các bạn sẽ thấy được là sẽ đòi hỏi à, là làm một cái gì đó cho Simon Free và đó chính là thay đổi những người cầm quyền trở thành những người mà ủng hộ crypto. Nhưng mà sau khi FTX bị sụp đổ thì các bạn thấy được là những người nào mà liên quan những nghị sĩ, những nhân biểu mà chụp hình chung đó thì à, đều bị lôi ra các bạn, đều được đăng hình khắp nơi hết khiến cho nhiều những nghị sĩ, dân biểu đó bắt đầu là xa lánh FTX, xa lánh Simon Free và đặc biệt là xa lánh luôn cái crypto và đáng tiếc đó rất nhiều những dân biểu đó là đến từ đảng dân chủ các bạn và cũng vì lý do đó đó ở quốc hội không muốn đề cập đến crypto nữa tại vì nó cũng giống như là một cái gì đó đã gây lại cái sự không có được hay ở trong quốc hội dẫn đến các bạn thấy là tới bây giờ quốc hội hoa kỳ vẫn chưa thực sự có luật thì đây là điều rất là đáng tiếc đây là một cái hậu quả của ftx đã gây ra cho hoa kỳ các bạn nhưng mà không sao hết chúng ta bây giờ đó ít ra cũng đã trải qua cái thời điểm này rồi thường thấy được là bước kế tiếp đó chúng ta sẽ thật sự là có những cái luật rõ ràng hơn và cái thời điểm mà SEC là mưa làm gió trên thị trường nó cũng đã gần đến hồi kết rồi Thường có lòng tin là như vậy và nếu các bạn nhớ đó thì tính luôn Ryan Salami chúng ta đã có bốn người các bạn, 4 giám đốc cấp cao đã nhận tội rồi. Chúng ta có Gary Wang, đồng sáng lập FTX cũng đã nhận tội. Chúng ta có Nisha Singh, giám đốc công nghệ cũng đã nhận tội. Caroline Ellison, CEO của Alameda Research cũng đã nhận tội. Và bây giờ có thêm Ryan Salami. Lần này đã, tôi nghĩ là Simon Free cũng <laughs> khá là rắc rối đó các bạn và cũng khá là lo lắng. Vì những người này Biết Sam Free, những người này đã có tài liệu có thể à, chỉ trích Sam Free và tất cả đều nói là Sam Free là chủ mưu đứng sau lưng tất cả những sự việc này. Cho dù Sam Free bây giờ vẫn nói là mình vô tội, mình không làm gì hết. FTX chỉ là một cái sự cố ở trong kinh doanh mà thôi chứ không liên quan gì đến lừa đảo hay gì hết. À, thì các bạn thấy được là Sam Free cũng sẽ rất khó ngủ trong thời gian này Và những người này đó thực ra cũng không phải là điều mà tôi nghĩ Sam Free lo lắng đâu Còn một người nữa không đề cập đến các bạn không bất cứ một cây văn bản nào để gặp đến đó chính là Sam Chabuco các bạn người mà bên tay trái các bạn nhìn thấy đó thì Sam Chabuco đó để thương nhắc lại các bạn nhớ là cựu CEO của Alameda Kel Lai đó chúng ta biết đến là CEO của Alameda nhưng mà chỉ là CEO trong khoảng thời gian thôi nhớ là nửa năm hay một năm gì thôi trước đó là Sam Chabuco và Sam Chabuco đó là CEO cũng một thời gian đó các bạn và trong thời gian đó đó không lẽ Sam Chabuco không biết gì hết trong khi giữ chức vụ là siêu của alameda các bạn có thấy nó có hợp lý hay không nhưng mà sam chabuco đó thì lại hoàn toàn thoát thân được thì có một lý thuyết bây giờ đang được nói đến đó chính là sam chabuco là người đứng sau lưng tất cả người mà bắt đầu chỉ trích tất cả giao hết tất cả tài liệu cho bộ tư pháp đó chính là Sam Chibuco, để đổi lại sự tự do của mình cho nên Sam Chibuco đó đã thoát nạn kỳ này và Sam Trumpulco đó sẽ là người mà mình nghĩ Sam cũng sẽ lo lắng nhiều. Thì câu hỏi bây giờ là khi nào Sam and Free mới ra tòa vụ này cũng đã nhiều tháng rồi theo lịch đó, Sam and Free sẽ ra tòa vào ngày 2 tháng 10 của năm nay nhưng mà ở bên luật sư của Sam and Free nói là bây giờ đó có hàng triệu tờ giấy các bạn hàng triệu tờ giấy luôn đã chỉ trích Sam and Free thì cần có thời gian để mà xem hết tất cả những cái bằng chứng này để mà ra tòa thì có thể là phải dời tới tháng 3 năm sau. Đó là đề nghị đến từ bên của Salmon Free. Ở bên tòa án thì họ vẫn chưa có việc. Khi nào mà có thêm tài liệu thì chia sẻ với các bạn. Nhưng mà hôm nay đây là cái thông tin rất là lớn. Bây giờ thằng này giải thích thì các bạn hiểu rõ hơn là tại sao. Chúng ta cũng có một thông tin cũng lớn không kém các bạn Đó chính là liên quan đến JP Morgan Chúng ta đã biết là JP Morgan là một trong những cái ngân hàng mà trước đây rất là ghét Bitcoin các bạn Nhất là CEO của JP Morgan là Jimmy Diamond từ lâu đã rất ghét Bitcoin nhưng mà ngược lại đó JP Morgan ngày lại càng đi sâu hơn các bạn và JP Morgan bây giờ đã có rất nhiều dịch vụ liên quan đến crypto rồi và năm 2017 đó họ cũng đã tạo ra một đồng là JPM Coin đồng này đó thì được sử dụng ở trong nội bộ của JP Morgan thôi thường cũng không có nghe nhiều về đồng này các bạn nhưng mà dựa theo nhiều tài liệu thì được sử dụng nội bộ giữa những khách hàng trong nội bộ của họ chứ không phải là một đồng mà các bạn có thể mua bán ở ngoài ngân hàng đâu. Vâng, nhưng mà bây giờ đó thì các bạn thấy được là JP Morgan Chase họ đã có một cái thông tin, thông tin này là thông tin nội bộ mà thôi, nhưng mà đã được rò rỉ ra ngoài là họ sẽ phát triển một cái đồng tiền điện tử dựa trên blockchain để mà tăng tốc độ thanh toán quốc tế các bạn cũng có thể hiểu tại sao rồi bây giờ đó, đây là một lĩnh vực mới các bạn à, không phải là thanh toán quốc tế là lĩnh vực mới mà các bạn thấy được là đã từ lâu những công ty như là Western Union chúng ta hay những công ty mà di chuyển tiền đã có mặt từ lâu rồi đó thì họ đã chiếm lĩnh thị trường này nhưng mà bây giờ đó có cái sự xuất hiện của crypto và blockchain đã giống như là một cái sân chơi mới vậy đó Bây giờ ai cũng muốn có thị phần hết Cho nên chúng ta mới thấy được là PayPal ra đồng PayPal USD à, Chúng ta cũng nghe những thông tin gần đây liên quan tới ngay cả Swift đó, cũng à, hợp tác à, với lại thường à, quên công ty blockchain gì rồi nhưng mà họ cũng hợp tác thì họ biết đó là tương lai các bạn Visa thì thử nghiệm ở trên mạng lưới của Ethereum Bây giờ chuyển qua thử nghiệm trên Solana Chúng ta cũng đã nói tới thông tin này gần đây Thì JP Morgan cũng sẽ như vậy các bạn có thể lấy một ví dụ các bạn thấy được là gần đây chúng ta có rất là nhiều những cái công ty xe điện xuất hiện các bạn nhưng mà các bạn có biết là trước đó đó một thời gian dài chúng ta không có công ty xe mới xuất hiện cái ngành mà bán xe đó nó cực kỳ cạnh tranh rồi các bạn Chúng ta thấy được là rất lâu chúng ta mới nghe nói tới một công ty à, sản xuất xe mới Đi vào thị trường nhất là thị trường quốc tế các bạn Nhưng mà tại vì chúng ta bắt đầu chuyển qua sử dụng xe điện đó Thì bây giờ giống như là một cái sân chơi mới gì đó Các bạn có nghĩ đi trước đây đã muốn cạnh tranh với lại Mercedes Cạnh tranh với lại BMW, cạnh tranh với lại Toyota, Honda Cực kỳ khó khăn luôn Những cái hãng xe đó, đó họ đã có cái vị thế riêng và họ cũng đã coi như à, đã hoàn chỉnh công nghệ của họ rồi rất là khó để có công nghệ tương tự như vậy có thể à, sản xuất được nhiều xe như là họ và chăm sóc khách hàng như là họ được nhưng mà khi mà xe điện xuất hiện các bạn chúng ta đã thấy bây giờ đã, đã có hàng loạt những cái xe mới xuất hiện hãng xe mới hoàn toàn tại vì bây giờ là một cái sân chơi mới thì cũng tương tự như vậy các bạn đối với lại thị trường di chuyển tiền đó bây giờ lại là một cái sân chơi mới Visa và Master đó trong tương lai cũng chưa hẳn sẽ là những cái công ty lớn thống lên thị trường này nữa và bây giờ JP Morgan thì muốn ra một tiền điện tử à, trên blockchain Chúng ta không biết là blockchain là blockchain gì các bạn Họ không nói rõ ở đây Không nói rõ là đây là blockchain công cộng hay là blockchain riêng tư Hay là một blockchain riêng tư được kết nối với blockchain công cộng Nhưng mà sẽ có một đồng tiền chạy trên đó Và đây sẽ là một cái bạn lưới dùng cho các khách hàng doanh nghiệp Đối với Thuận đó thì di chuyển xuyên quốc gia đó Chúng ta tới cuối cùng cũng phải dùng blockchain công cộng mà thôi Tại vì các bạn sử dụng blockchain tư nhân thì chẳng khác gì đó các bạn sử dụng một cái cơ sở dữ liệu riêng tư các bạn gì để dùng blockchain để làm gì và kế đó nữa đó không lẽ là mỗi ai mà muốn nhận tiền nhận đồng này từ JP Morgan họ phải tải cái ví riêng của JP Morgan và làm như vậy đó có thật sự hợp lý hay không các bạn cho nên thích cuối cùng đó tôi nghĩ là cho dù một công ty sử dụng blockchain riêng tư đó họ cũng phải có một cầu nối đến blockchain công cộng và chúng ta cũng đã nghe nói tới nhiều cái nghiên cứu gần đây đó tôi nhớ là ngân hàng trung ương của nước úc đó thì cũng đã cuối cùng hiểu được là nếu như chúng ta thật sự tiến tới một tương lai mà sử dụng cbdc đó thì tới cuối cùng chúng ta cũng cần có một cái blockchain công cộng những quốc gia đó họ có thể là phát hành đồng riêng trên blockchain riêng của họ. Điều đó là hoàn toàn có thể được các bạn, những quốc gia hoàn toàn có thể tạo ra nhầm đó, những dự án còn tạo ra đồng được thì tại sao quốc gia không làm được Nhưng mà cái khó đó là khi điều đó xảy ra rồi thì các bạn um, là một cái khách hàng đi, các bạn uh, là chủ một công ty và các bạn đã ở Việt Nam Các bạn mua hàng, uh, giả sử như các bạn mua hàng Canada đi Các bạn muốn gửi tiền thông qua CBDC thì gửi như thế nào, tại vì người Canada có thể sử dụng CBDC của họ còn các bạn ở Việt Nam hay là ở Mỹ hay ở đâu đó các bạn sử dụng CBDC riêng Hai mạng lưới hoàn toàn khác nhau Thì mạng lưới sau này theo tôi nghĩ giống như là được chia sẻ bởi ngân hàng trung ương của Úc đó, Chúng ta sẽ có một blockchain công cộng có thể đó là Ethereum hay là bất cứ blockchain nào khác Một cái CBDC đó sẽ kết nối, sẽ có một cầu nối với blockchain công cộng đó Sẽ có một cái đồng đó giống như là một cái đồng rap gì đó, mình có thể Bitcoin hay gì đó À, nhưng mà sẽ là wrap CBDC và đó là cái đồng thế chấp trên mạng lưới và gửi qua gửi lại Và sau đó sẽ có thể là chuyển qua tiền pháp định, tiền CBDC pháp định Rồi sau đó hai bên sẽ có những thanh toán thành công Bây giờ đó chúng ta vẫn chưa rõ là JP Morgan sẽ có kế hoạch gì Nhưng mà đây là một thông tin rất là lớn các bạn Chúng ta cũng có một thông tin rất là thú vị Các bạn có biết là Riot Blockchain Đây là một cái công ty đào rất là lớn Và họ ở Texas Các bạn đã biết đó là tiểu bang Texas Đã trả cho họ tháng 8 là 30 triệu đô la Để ngân đào Để các bạn hiểu rõ hơn đó Là nếu như chúng ta tính tháng 8 thì họ đào được 333 Bitcoin nghĩa là 8 triệu rưỡi rồi sau đó họ ngưng đào cái số tiền mà họ nhận được đó, từ tiểu bang Texas còn nhiều hơn gấp mấy lần số Bitcoin họ đào trong tháng 8 các bạn tổng cộng đó là họ thu nhập vào là 40 triệu đô la vào tháng 8 tháng 7 đó họ thu nhập vào con số ít hơn Họ đào 410 Bitcoin là hơn 10 triệu đô la các bạn Và sau đó tiểu bang Thắc đã trả cho họ là gần 8 triệu để ngân đào Thì có thể các bạn cảm thấy cái thông tin này khó hiểu Tại sao lại có chuyện là tiểu bang trả tiền cho công ty đào để ngân đào Cái ngành đào Bitcoin đó là một trong những ngành mà trong vòng bao nhiêu năm qua Đó luôn tồn tại rất nhiều những cái tin đồn không đúng sự thật các bạn Và thật ra trên kênh này thường giải thích khô cổ họng luôn đào bitcoin đó những gì các bạn đọc thì hoàn toàn không có hệ chính xác đâu các bạn cần phải thực sự là đọc kỹ những cái bài viết đó đó họ trích dẫn từ đâu và các bạn phải đi tìm thông tin chính thức thì các bạn mới có thể là tự đưa lập luận được tại vì những cái bài viết đó họ chỉ đưa những cái thông tin giật gân mà thôi và nó cũng không có đúng sự thật hoàn toàn và bây giờ đó mọi thứ càng ngày càng rõ ràng hơn tôi cũng đã từng chia sẻ với các bạn là lý do tại sao mà những tiểu bang ở hoa kỳ những quốc gia đó họ chào đó những công ty đào họ không có khùng nữa các bạn họ đều biết đó, đà vịt tốn nhiều điện nhưng mà họ vẫn chào đón tại vì đó là những nơi mà có dư điện các bạn khi mà dư điện không ai xài đó thì cái điện đó rất là khó để mà tích lũy được cái điện đó đó coi như là lãng phí nếu như mà bán điện đó trên công ty đà vịt coi đó là một cái nhu cầu 24 giờ một ngày lúc nào cũng cần điện để mà đào thì bán cho những công ty này đó cực kỳ có lợi trong khi là không bán cho những công ty đào thì cũng không sử dụng để làm gì hết à, và những lúc mà cần thiết đó giống như là điện đang được sử dụng nhiều thì những tiểu bang này đó họ sẽ có hợp đồng và họ sẽ trả cho những công ty đào để mà ngân đào và dùng điện đó để mà cung cấp cho người dân hay là những cái cơ sở ở trong cái tiểu bang đó và cả hai đều được lợi các bạn, tại vì cái số tiền mà cung cấp cho những công ty đào đó sẽ thấp hơn nhiều so với cái thu nhập đến từ những công ty đào mà họ đã có từ những tháng mà giữ điện. Cho nên cả hai đều được lợi và những công ty đào đó khi mà họ không đào được thì họ cũng à, được bồi thường bằng cách là những tiểu bang này đưa cho họ tiền. Cho nên cả hai đó đều chiến thắng các bạn. Cho nên đào bitcoin là một trong những cách để mà lưu trữ điện cực kỳ hiệu quả một trong những cách mà bao nhiêu năm nay nó không có cách để mà giải quyết các bạn bây giờ chúng ta đã có đào vịt kho rồi à, và các bạn nghĩ đi biết bao nhiêu là dùng xa xôi có nhiều điện nhất là điện từ thiên nhiên đó mà không có nhiều dân cư thì điện đó nó có thể dùng để làm gì và đặc biệt hơn đó ngày hôm nay chúng ta đã có một cái cập nhật đến từ trường đại học nổi tiếng là Cambridge các bạn họ cũng đã từng đưa những cái bài so sánh như thế này trước đây rồi và những tài liệu chi tiết hơn thì trước hết á, rất nhiều bạn hỏi thuận là đào bình thường tốn bao nhiêu tiền thì tùy theo các bạn à, mướn mặt bằng ở đâu các bạn ở quốc gia nào thuế ra sao mướn bao nhiêu nhân viên Điện, tiền điện là bao nhiêu các bạn cho nên rất là khó để biết được đặc còn tốn bao nhiêu nhưng mà dựa theo những tài liệu mới nhất từ trường học Cambridge thì JP Morgan à, đã đưa ra cái ước tính là họ nói là đào một coi thì đâu đó tiền điện tốn khoảng chừng 18 000 dựa theo những tài liệu được chia sẻ từ Cambridge à, và đương nhiên phải cộng thêm tiền máy móc hay là tiền mướn mặt bằng hay gì đó nữa thì có thể là cao hơn nhưng mà đây là ước tính đến từ JP Morgan nhưng mà điều thường cảm thấy thú vị hơn đó Thì à, họ nói là việc đào Bitcoin tiêu thụ Vừa theo Cambridge là 0.54% điện Hoặc là 0.18% của tổng năng lượng hàng năm trên thế giới Đào Bitcoin rất là tốn điện Đó là điều mà ai cũng biết các bạn Và đó là sự thật Nhưng mà nếu như so sánh với cái lượng năng lượng Hay là lượng điện được tạo ra hàng năm đó Thì đây là một phần nhỏ mà thôi Không giống như là các bạn đã thấy là bài viết từ Newsweek Của năm 2017 Bài viết này nói là tới năm 2020 nghĩa là 3 năm sau đó thì đào Bitcoin sẽ sử dụng hết tất cả điện trên thế giới các bạn đương nhiên những thông tin này đó là hoàn toàn là sai làm gì có chuyện đó à, thứ nhì nữa đó là họ nói là đào Bitcoin chúng ta có thể so sánh với lại việc khai thác vàng đi tại vì nhiều người ví Bitcoin như là vàng điện tử thì chúng ta có thể nhìn thấy được là trên tấm hình này đó để thuận chuyển qua cái trang web để nhìn rõ hơn thì chúng ta có thể nhìn thấy được là đào Bitcoin đó tốn 119.94 à, thường như đây là terawatt mở 1 năm à, so với đào vàng đó là tốn 131 terawatt mở 1 năm thì đào Bitcoin bây giờ vẫn thấp hơn là cái lượng năng lượng cần thiết để mà đào vàng một chút các bạn thấy được là cả hai bên đó, thì bây giờ đào vàng vẫn tốn kém hơn đây là một so sánh đến từ trường đại học Cambridge và tới bên dưới này đó, họ nói là điều thú vị hơn là khi mà chúng ta nghĩ đến là những nơi mà đang lãng phí điện bây giờ đó Hay là những nơi như là các bạn thấy là à, khai thác dầu mỏ đó Các bạn có biết là cái khí gas gọi là gas flaring đó Những mà nào mà chạy ngang qua những cái mỏ dầu đây các bạn thấy được là xa xa ngoài khơi Chúng ta sẽ thấy được lâu lâu có một cái ngọn lửa phật lên đó Thì đó gọi là gas flaring đó hiểu đơn giản là một cái năng lượng mà coi như là bị lãng phí hay là chúng ta nói tới là thủy điện ở trung quốc nhưng mà thường sẽ không nói về thủy điện trung quốc các bạn tại vì trung quốc bây giờ đó thì cũng khó khăn trong việc đào nhưng mà nói tới cái lượng điện mà lãng phí ở hoa kỳ thôi chứ không nói tới cả thế giới nói tới cái lượng khí gas mà bị lãng phí đó thì các bạn có biết là những cái năng lượng lãng phí này có thể dùng để mà đào bitcoin lên tới 7 lần các bạn có nghĩa là bitcoin là một trong những giải pháp có thể áp dụng để mà xử lý những cái điện thừa thải này, những cái năng lượng thừa thải này à, Và bên trên này đó các bạn đã thấy à, so với lại những cái ngành khác đó thì đào Bitcoin như thế nào à, Nếu như chúng ta so sánh Bitcoin đào ở mức là 120 terawatt một năm so với lại à, cái số lượng điện cần thiết để mà sử dụng máy lạnh đó, thì à, thua xa các bạn à, Sử dụng để các bạn có thể à, mở đèn ở Hoa Kỳ Sử dụng điện để mở đèn đó là 60 thì à, phân nửa cái lượng điện cần thiết để mà chạy một lưới Bitcoin so sánh với lại những cái cơ sở dữ liệu của những công ty như là google microsoft đó, thì các bạn thấy được là vẫn thấp hơn so với lại cái lượng điện cần thiết để mà chạy thu lạnh đó, thì các bạn thấy được là nhiều hơn một chút thì tùy theo các bạn nhìn vào so sánh vào ngành nào thì một trong những điều đó thuận luôn nhận được là mỗi lần các bạn thấy được là so sánh như thế này là nhiều là so sánh khập khiển hay là không hợp lý hay là bitcoin không có giá trị điều thú vị đó là những người nào mà không thích bitcoin hay là nghĩ bitcoin không có giá trị đó thì họ luôn uh, chia sẻ những cái so sánh như là xài Bitcoin đó, tốn bao nhiêu điện so với lại một quốc gia nào đó xa xôi đó sử dụng ít điện hơn Thì uh, họ rất là thích dùng những cái so sánh đó nhưng mà họ lại không thích những cái so sánh như thế này Cái mà tôi muốn chia sẻ với các bạn là đầu tiên hết nhưng mà nào mà theo dõi kênh một thời gian đó thì các bạn cũng đã hiểu là tại sao Bitcoin không giá trị Thứ gì nữa đó là bạn nghĩ Bitcoin không có giá trị cũng được, đó là quan điểm cá nhân của bạn Nhưng mà quan điểm cá nhân của bạn không thể thay đổi quan điểm của một người khác Đương nhiên chúng ta thấy là Bitcoin có giá trị và có nhu cầu cho nên chúng ta mới thấy Bitcoin có giá như là bây giờ à, Và chúng ta cũng đã thấy là biết bao nhiêu công ty quốc gia ủng hộ Bitcoin vì có nhiều giá trị khác nhau các bạn cho nên bạn nghĩ nó không có giá trị thì đó là quy định cá nhân của bạn suy cá nhân của bạn nhưng mà nó không thể thay đổi sự thật được và càng ngày đó chúng ta thấy được là cái số lượng người ủng hộ bitcoin ngày càng đông chúng ta thấy là cái giới chính trị là không nói rồi chúng ta thấy là full wall không nói rồi thậm chí những người giàu đó ngày lại càng hiểu hơn các bạn và đây là một cái phần phỏng vấn ngắn để tôi chia sẻ với các bạn đây là phỏng vấn người giàu thứ ba tại mexico là ricardo salinas và ông ta nói trên clip ngắn này đó là trong phần tài sản lưu động nghĩa là liquid asset thì bây giờ ông chỉ chọn bitcoin cổ phiếu strategy cổ phiếu của 4 đến 5 công ty đào bitcoin, một số cổ phiếu của những công ty dầu mỏ và một số công ty liên quan tới đào vàng à, và để hơn chia sẻ clip ngắn này về các bạn. In the liquid part of the portfolio I now opted to, I basically just have Bitcoin, micro Strategy, four or five miners and some oil companies and some gold miners. That's it. Thông chỉ có thể nói tới cuối cùng là Bitcoin chỉ có 21 triệu đồng mà thôi và trên thế giới này có rất là nhiều những người giàu có và con số đó hơn 21 triệu rất là nhiều. Có nghĩa là nếu như tất cả những người giàu muốn có một Bitcoin đó thì không thể được các bạn. Chúng ta chuyển qua để nói tới một cái thông tin nó mang tính chất cũng rất là thú vị các bạn liên quan tới XRP. Thì sau khi mà có cái sự chiến thắng gần đây liên quan tới XRP hoặc là chứng khoán đó thì công ty họ đã ra quyết định là sẽ tổ chức một cái buổi ăn mừng các bạn, một buổi tiệc và sẽ tổ chức vào ngày 29 tháng 9 của năm nay, có nghĩa là cuối tháng này ở New York City. Thì theo thống kê đã khoảng chừng 75.000 người nghĩ là họ sẽ đến để mà tham dự Thường cũng chưa chắc con số là bao nhiêu nhưng mà đây sẽ là một cái buổi tiệc mà nhiều người rất quan tâm Và trong cộng đồng của XRP đó thì đã có nhiều cái thông tin chia sẻ là trong buổi tiệc này đó sẽ có thông báo gì thú vị hay không Thì một người đó có tên là XRP Production nói là có khả năng là năm điều này có thể xảy ra thứ nhất đó là trong buổi tiệc đó công ty Ripple có thể là công bố với mọi người là họ đã thành công thỏa thuận với SEC kiện tụng coi như chấm dứt và sẽ không có bất cứ kháng cáo hay là cái gì đó nữa sau này thứ nhì là công ty Ripple có thể thông báo cho mọi người là họ đã sẵn sàng IPO nghĩa là lên sàn chứng khoán thứ ba là XRP đó có thể là tăng lên cái mức là cao nhất mọi thời điểm các bạn nghĩa là từ đây cho đến cuối năm mà muốn XRP đã tăng lên cái mức cao nhất từ trước tới bây giờ thì cái đó cũng hơi khó đối thuận các bạn tại vì không gì là không thể nhưng mà những mà nào mà biết XRP thì đầu năm 2018 đã lên tới mức là 3 đồng 40 cent bây giờ XRP là 50 cent các bạn nghĩa là từ đây đến tới cuối tháng đã phải tăng tới mấy lần thì đây là khả năng thứ ba được chia sẻ bởi XRPP. khả năng thứ tư này đó nói là Gary Gensler đó sẽ à, bị dẫn đi trong đám đông thỏa thân à, và mọi người sẽ biêu xấu Gary Gensler và cái cuối cùng đó XRPP, nghĩa là người này nói là sẽ có thể là uống rượu cùng CEO của công ty Ripple những cái này đó là những cái suy nghĩ cá nhân của người này mà thôi các bạn nhưng mà điều mà thú vị đó là bên dưới này David Schwartz là CTO giám đốc công nghệ của Ripple nói là hai trong năm điều này đó sẽ là sự thật Wow các bạn hai trong năm điều nào có phải là Jay Ganzer sẽ bị dẫn à, đi vòng vòng mà không bận quần áo vì cho mọi người à, sẽ làm xấu hổ ông hay không đương <laughs> nhiên là tôi nghĩ à, không thể rồi các bạn à, XRP có thể đạt được đỉnh mới hay không thì làm sao mà David sport biết được À, từ đây đến tính cuối tháng các bạn à, và về việc XRPP người này có thể uh, uống treo lột shot có nghĩa là đây là một cái uh, rượu với lại CEO của con Ripple thì điều này quan trọng có thể có thể đây là điều mà có thể xảy ra và hai điều còn lại đó tôi nghĩ là quan trọng hơn điều này thì đơn giản rồi CEO của Ripple chỉ cần kêu người này tới rồi uống rượu chung là được nhưng mà một điều còn lại đó thì chỉ còn hai điều trên màn hình là Ripple thông báo là sẽ bắt tay với scc hai người làm lành với nhau hay là ripple thông báo ipo hai điều này đều là thông tin lớn hết các bạn và hai điều này đó là thông tin mà những người như là david Schwartz sẽ biết trước cho nên nói là hai trong năm điều này sẽ xảy ra vào wow, các bạn các bạn nghĩ là những điều nào sẽ xảy ra mình nói tới Geralds rồi đó thì các bạn đã thấy là bây giờ không còn nghe nhiều về Geralds nữa, bài Geralds đó bị áp lực khắp nơi luôn và quốc hội đã nói là đang chờ ông tới các bạn à, trong cái cuộc họp kế tiếp này ở quốc hội là ngày 12 tháng 2 và sẽ là một buổi điều trần trong tháng này Geralds được mời tới hai lần một lần là ở thượng viện là quỹ ban ngân hàng thượng viện và lần thứ nhì là cuối tháng này đó sẽ đến hạ viện là ủy ban dịch vụ tài chính và cái nơi mà thường hay hạch hỏi ông đó chính là ủy ban dịch vụ tài chính ở hạ viện nhưng mà lần này đó thì ở thượng viện cũng không kém đâu các bạn à, thượng nghị sĩ bill Hagerty nói là đang chờ gary johnson nói để mà bàn về crypto tại vì cái cách mà ông xử đi crypto đó hoàn toàn sẽ không hợp lý đâu và hiện bây giờ đó hoa kỳ cũng không có bất cứ một cái luật nào hết đây không phải là cách làm hiệu quả của sec cần phải chú tâm hơn để làm việc với lại quốc hội thay vì đi kiện mọi người khắp nơi và trên màn hình các bạn đây chính là thượng nghị sĩ bill à, và ngay cả cstc các bạn Quỹ viên Kheo Lai Phạm cũng đã lên tiếng nói là bây giờ đó chúng ta không thể tiếp tục chờ đợi nữa tại vì Hoa Kỳ đã thật sự đã đi chậm hơn những quốc gia khác về việc là có luật crypto rõ ràng và bây giờ đó cách tốt nhất đó là chúng ta hãy bắt đầu tổ chức những cái giống như là uh, hợp tác giữa những công ty crypto và những người mà có chức vụ đó thì cùng nhau ngồi lại để bàn bạc xem coi là làm sao để ra luật một cách nó hiệu quả hơn và đây là lời kêu gọi đến từ CFTC các bạn ban quản lý hợp đồng tương lai của Hoa Kỳ và chúng ta cũng có cái thông tin đến từ IMF các bạn quỹ tiền tệ quốc tế thì cũng giống như là mỗi lần quỹ tiền tệ quốc tế lại đưa ra cảnh báo liên quan tới crypto và lần này đã cũng nói tương tự như lần trước nữa là crypto sẽ có thể ảnh hưởng đến cái sự an toàn tài chính của quốc gia nhưng mà lần này nó không nói đến những cái như trước đây các bạn nói là cái này nó quá nguy hiểm tại vì giá cả dao động hay gì đó nhưng mà lần này đó đã tôi nghĩ là những lý do thực sự mà họ lo lắng liên quan tới crypto đó chính là thứ nhất liên quan tới thuế nếu như mà một quốc gia mà chấp nhận crypto là tiền tệ hợp pháp như là Salvador đó thì sẽ làm ảnh hưởng đến việc thu thuế tại vì đã là tiền tệ rồi thì không phải là tài sản và không thu thuế được thì điều này đó là đương nhiên hợp lý các bạn cho nên họ dùng cái này để mà khuyến khích những quốc gia đừng nên chấp nhận Crypto là tiền tệ pháp nhiều sao đồ nhưng mà không phải vì những lý do họ đưa ra trước đây là sẽ làm sụp đổ nền kinh tế đây là một cái bong bóng tài chính hay gì hết á họ chỉ nói đơn giản là nếu như vậy sẽ không thu thuế được khi mà người ta mua bán crypto thứ nhì nữa đó và điều này cũng hợp lý luôn họ nói là crypto giống như là stable đó thì sẽ là một cái gì đó có thể khiến cho người dân dùng để mà di chuyển tiền tài sản ra nước ngoài và có thể khiến cho một đồng tiền tệ nước ngoài đã trở nên có sức ảnh hưởng cao hơn cho quốc gia giống như các bạn thấy được là một quốc gia mà không cho sử dụng đồng đô la đi nhưng mà bây giờ đã có crypto người ta lại dùng đồng USDT đồng USDC nhiều thì nếu như mà thật sự bùng nổ đó thì các bạn sẽ thấy là cái đồng đô la sẽ có ảnh hưởng cao hơn trong quốc gia đó khiến cho những cái chiến lược tiền tệ của ngân hàng trung ương nó sẽ không có hiệu quả như là trước đây thì đây mới thật sự là những lý do tại sao mà IMF quan tâm các bạn Họ không quan tâm đến người dân đâu Mà họ chỉ quan tâm đến là những ngân hàng trung ương Tại sao lại không nên chấp nhận crypto như là tiền tệ hợp pháp Giống như là El Salvador Mà nói tới El Salvador đó thì các bạn có biết Đã là kỷ niệm 2 năm các bạn Đã 2 năm trôi qua rồi El Salvador Đã chấp nhận Bitcoin làm tiền tệ hợp pháp Thì bây giờ đã nhiều bài viết nói là Thấy chưa chấp nhận Bitcoin làm tiền hợp pháp Thì 2 năm sau đó El Salvador cũng như vậy Đâu có phải là trở thành cường quốc hay gì đâu nhưng mà các bạn nên nhớ đó không phải là điều mà những đơn vị như là IMF đã từng nói trước đây. IMF đã gây rất nhiều áp lực và nói là Salvador đó. nếu như mà chấp nhận Bitcoin làm tiền tài hợp pháp thì sẽ hoàn toàn sụp đổ, nền kinh tế sụp đổ, khung quản tài chính sẽ không trả được nợ các bạn. Đó là những gì mà họ nói. Hai năm qua đó không những là Salvador đó, không sụp đổ các bạn mà còn trả hết nợ. Thậm chí các bạn thấy được là cái trái phiếu... Núi lửa Bitcoin đó thì rất được săn đón ngay cả JP Morgan nói là tiếc quá không mua sớm hơn các bạn à, Và các bạn cũng đã thấy được là ở El Salvador à, Bây giờ tuy chúng ta vẫn thấy được là vẫn xài đồng đô la nhưng mà cũng có xài Bitcoin các bạn Nhưng mà điều mà các bạn nên hiểu đó là Bitcoin là một phần mà thôi Khi mà chấp nhận Bitcoin làm tiền tệ hợp pháp đó sẽ thu hút thêm tourism Nghĩa là người du lịch tới El Salvador Sẽ khiến cho El Salvador có nhiều việc làm hơn Tại vì những công ty crypto đến, tại vì họ được chào đón các bạn và nước El Salvador trước đây các bạn có biết là nước nào hay không? Sau khi họ chấp nhận Bitcoin làm tiền tệ hợp pháp đó, thì hầu như ai cũng biết. Cũng giống như là công ty MicroStrategy các bạn trước năm 2000 đó, thì không ai nói đến. Sau năm 2000 đó, thì ai cũng nói đến thôi các bạn. Đó là cái sức ảnh hưởng của Bitcoin và crypto. Và đối với El Salvador đó, đó là những cái lợi ích mà nhiều người không muốn nhắc tới. Nhưng mà đó là cái sự thật các bạn. El Salvador vẫn đang tiến tới và đã trở thành một phần lớn trong lịch sử của Bitcoin rồi. Và thông tin kế tiếp đó, ngày hôm qua thật đã chia sẻ là Chúng ta nhận được tài liệu là công ty cha tại công ty con à, Lại đi kiện công ty mẹ là DCG Thuận thấy nó cũng có gì đó à, không có hợp lý ở đây các bạn Như hôm nay thường đã hiểu hơn rồi Có rất là nhiều những cái thông tin các bạn Trong cái đơn kiện à, giữa công ty cha tại công ty con đó và công ty mẹ là DCG Thì à, họ nói là trên căn bản đó họ cáo buộc Bell Silbert, Bell Silbert là CEO của DCG Đã lợi dụng công ty Genesis Lợi dụng bằng cách nào các bạn Trước hết là vay mượn 500 triệu đô la Và vay mượn số tiền này để đẩy giá cổ phần của GBDC lên rồi dùng cổ phần của GBDC để mà đi vay mượn con số là 18.000 hơn 18.000 Bitcoin các bạn à, và lúc mà vay mượn đó thì công ty DCG đã biết là tuy Aero Capital đó coi như là cũng đã xong rồi nhưng mà vẫn đi vay mượn nói chung đó là công ty DCG đã biết vấn đề liên quan tới FTX lúc đó à, tại vì lúc đó, đó công ty DCG dưới sự lãnh đạo của Bear cũng đã bắt đầu đòi tiền ở Alameda tại vì họ cũng cảm thấy có gì đó không ổn à, và họ cũng đã biết đó, là lúc đó là tuya cap được cũng đã không ổn nhưng mà họ vẫn cố gắng à, để mà đi vay mượn số tiền này và cái số tiền mà họ vay mượn đó là cái số tiền À, một phần là đến từ những khách hàng của sàn Gemini. À, vì lý do đó, đó, bây giờ là công ty uh, Genesis kiện công ty mẹ trên trang bản nói là họ bị lợi dụng bởi Bell Shubert Bell Shubert đã làm tất cả những điều này khi mà biết mọi thứ sắp sửa sụp đổ để mà trục lợi riêng, rồi sau đó, đó để cho công ty Genesis khai bồi phá sản. Nếu như đây là sự thật, đó, thì Bell Shubert sẽ gặp khá nhiều rắc rối đó các bạn. Tôi sẽ chia sẻ thêm thông tin khi mà chúng ta có thêm uh, nhiều tài liệu. Chúng ta còn hai cái tài liệu khác nữa, à, và đây là thông tin đến từ... Đài Loan các bạn thì uh, Đài Loan nó cũng uh, muốn giống như là Hồng Kông nó thường cảm thấy như vậy tại vì uh, Đài Loan bây giờ nói đó là họ sẽ xem xét lại và có thể là không cho phép uh, những cái sàn giao dịch nước ngoài mà chưa đăng ký hoạt động ở Đài Loan uh, và bây giờ đó họ đang uh suy nghĩ xem coi là quy định Đài Loan sẽ ra sao giống như là Hồng Kông các bạn Hồng Kông trước đây là có nhiều sàn hoạt động rồi sau đó đó họ ra quyết định là sẽ không cho bất cứ sàn hoạt động hết mọi sàn phải đăng ký lại với là Hồng Kông rồi hoạt động trở lại được thường cảm thấy Đài Loan cũng muốn làm cái gì đó tương tự như vậy và thông tin kế tiếp đó là liên quan tới Mary Asset Security các bạn đây là một công ty con của tập đoàn tài chính Mary Asset và có 565 tỷ đô la tài sản mà họ đang quản lý hiện tại thì công ty này đó họ đã ra quyết định là hợp tác với Polygon Labs với vai trò là tư vấn kỹ thuật để xây dựng cơ sở hạ tầng cho những nền tảng token hóa chứng khoán một lần nữa đây là đề tài rất nóng các bạn ai cũng nghĩ là bước kế tiếp đó sẽ là token hóa tài sản sau khi mà các bạn thấy được là rất rõ ràng là crypto đã được lựa chọn để mà di chuyển xuyên quốc gia là cái sự lựa chọn tốt nhất hiện tại thì bước kế tiếp sẽ là token hóa tài sản và phát hành phân phối các chứng khoán được token hóa khắp nơi thì video ngày hôm nay nó hơi dài hơn một chút các bạn Tại vì ngày mai đã không có video cho mình Thuận muốn dành thời gian để mình chia sẻ hết với các bạn Và đương nhiên không có video Thuận vẫn sẽ tiếp tục cung cấp nhiều cái tài liệu Nhiều thông tin ở trên những mạng xã hội Cho nên các bạn nhớ theo dõi Thuận Capital trên những mạng xã hội và đây là tất cả những thông tin mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn trong mấy video ngày hôm nay Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này Nếu mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital Thì có thể tìm hiểu bằng cách ta bấm vào cái link ở bên dưới video này Để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được từ bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, Bitget, Binance và một số những dịch vụ khác như các bạn nhìn thấy trên màn hình. Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch đó, thì cho nên dùng để mà giao dịch mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.